cam làm cái nền, bây giờ phải làm lại cái hệ thống thoát nước để đón nước nè, chúng tôi nó bị động lại đón nước nè, đây thoát ở đây, đi đây đi ra hướng sông luôn, là nước của biết hướng sông luôn, chứ không có cho phải tràn lan lên nền, phải tràn lan nền rơi nó ré, từ hồi mình xịt rửa thì mới chảy ra nền đi ra hệ thống hầm hầm cống thôi, còn ở bếp đặc biệt rửa đấy biết là đi ra ngoài sông luôn. Cắt đục này. Cái nhiệm vụ và trách nhiệm của ở trạm là phải làm thì mong cô chú anh chị thương tình hỗ trợ để có được chút ít kinh phí để làm. Tại vì những cái việc làm như vậy là trích từ những cái tiền ăn của mấy bé mình kêu là mà buộc phải làm, thành ra phải vậy, có nhiều lúc nó thiếu trước một sau là vậy. Tại vì lấy cái này nó đắp cái kia, bây giờ cái này buộc phải làm, nhưng mà hệ thống bếp dắt ngang đi đường mưa nó đón lại đây, lại bữa làm cái nền này thì phải bít cái hệ thống cống này, hệ thống cống này đi dầu 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 ở đây đâu được, mưa rảnh nước rồi nó dơ mấy bé buộc phải bỏ đi lại cái hướng khác của cái bếp, không có cho đi ngang sân nữa. Không có tốt vậy thôi để hỗ trợ. Và cũng trên cái clip này thì đồng thời sáng này thì ngày hôm qua nó mới nhận được, tại vì chưa chiều tối quá không có được cảm ơn kịp chị Quỳnh Châu ở Mỹ. Dạ thì thay mặt mấy ấm, thay mặt mấy bé thì em cũng cảm ơn chị Quỳnh Châu ở Mỹ đã hỗ trợ cho mấy ấm 300 đô để cho mấy bé xây sở thức ăn rồi gạo thóc đồ. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều, chị đã đồng hành với mấy ấm suốt thời gian qua. Dạ em cảm ơn chị Quỳnh Châu rất là nhiều, chị cứ đồng hành với mấy ấm, cũng giống như cô Tina cũng vậy, cô Tina Dương cứ đồng hành với mấy ấm rất là nhiều, thì rất là nhiều mạnh thường quân rồi để đồng hành với mấy ấm. Thì ngày hôm nay thì em cũng cảm ơn một lần nữa, cảm ơn chị Quỳnh Châu ở Mỹ đã hỗ trợ cho mấy ấm 300 đô để xây sở vừa ăn uống cho mấy bé. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều, chị thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Dạ em cảm ơn.